Chào mừng các bạn đến với kênh Thống Nhất Mobile. Hôm nay mấy anh em mình đi về ruộng, nhăn lưới bắt cá nào, có chẳng gì sẵn hết trơn mấy anh em mình. Nhăn lưới à? Với bạn là đây là anh Trọn, đây là bạn Khánh Lê, còn đây là bạn Thống Nhất Mobile. Cao ga men lúc bay. Nhất Mobile phải quay cái mặt Thống Nhất Mobile cái nha. Chúc Thái giới thiệu tên gì luôn đi. Bây giờ mình phải xuống dưới dăng xuống cái ngao này dăng lưới. Quan trọng ai dăng ta? Anh dăng ngay. Em không biết dăng rồi. Đây hot girl Sài Thành xuống nha các bạn. Đây một hot girl nè, bên đây Khánh Lê cũng là hot boy nè. Bây giờ mình dăng lưới làm vài món cho các bạn. Hôm nay mình cầm tay lưới nè, bây giờ mình đi dăng lưới nha. Cá đói nha, cá phi nhiều lắm à. Lần đầu tiên đi dăng lưới nè, không biết dăng cái dính con nào không? Không biết dăng ấy nha. Tay lưới nè. Bắt cá là phải một là có tay lưới nè, bắt nó dính ra nha. Cá nó sẵn ở đây nè. Rồi, đi. Đi con chọn nè. Đâm không à? Gan con được không? Ủa đâu? Lấy cái miệng lấy xuống. Đang bắt được rồi. Vô mình nướng nướng cá đi. Tôm đây mẹ bán đi. Luộc ha. Bia. Có bia đâu mà nhậu. Mua à? Mua từng bia. Ở cái đó ngoài, ngoài đập đó có bia. Có dĩ không? Có dĩ mà. Có luôn. Rồi vậy để con bắt con củi lên đó. Rồi xong hết trơn nhúm, túp lại nhúm. Cái đầm chén tắt cái nên chẳng. Ở đây nước mình lấy vô lấy ra hay mình bơm cô?
bây giờ xả lưới các bạn ơi. Cái lưới giờ gói quá trời. Vậy giờ gỡ lưới nè. Rồi đưa em cái lưới này chắc hồi nữa em xé bắt luôn. Chín cái đầu là được rồi. Bây giờ bạn thống nhất mobile đi xuống dưới. Xuống dọc xịt. Không có cá đâu. Hay với cá lắm à. Đuổi cá Khánh. Đuổi là sao? Khánh Lê. Bằng lại đó, bằng đập đập chổi gì xuống. Vô đem hắn, vô đem em. Hey. À. Đó, ông đưa vô cái ẻ chà đó mà nó dính vô ẻ chà là hết cỡ. Có em đưa đây nè. Anh gọi cái đầu nó lại đây, anh đưa cái lưới em kéo qua đây cái nữa. Vậy mới được chứ. Ở đây là tấm kéo rồi đó. Hả? Đấy. Rồi bây giờ anh lấy cái cây đó, cây đó đó. Cây đó nè. Anh cắm cái đầu này lại. Là ngang rồi. Cứ dọc tầm giang cho nó hả? Rồi. Rồi. Rồi nguyên đập, cái chùm lưới em luôn. Rồi, xả đó đây. Giang thêm tay nữa mấy bạn ơi. Không có dàn thêm tao mà dàn nói tiếp. Nói tiếp tại cái bề ngang nó nhỏ quá. Chừng cái gánh già đó đó nhất. Dạ. Có mẻ hả? Hả còn nhiêu á, được rồi chị đi. Rồi. Rồi, bắt đầu đuổi nha. Bạn có cá mẹ ơi, nó không quậy không đục gì. Này có ao có giò không? Ao có giò không? Dạ, bây giờ anh bơi lại đằng đẵng bắt đầu anh đuổi về lại. Đuổi gì đó. Bạn ấy đập cáo quá. Đập rồi đó luôn. Này nào. Bỏ cá nè Khánh. Vui ha. Sao cây dưới đây nhiều dữ trời. Rồi hết tải rồi. Cuốn lưới. Cuốn lưới nha. Bây giờ ngồi nghỉ hơi, mệt chút xíu. Xong chút xíu mấy anh em mình xuống giở tay lưới nha. Xung quanh này. Thank you.
lá chuối răng lót rồi các bạn ơi. Nhậu dân giả, về ruộng nhậu dân giả. Chuối, tôm, rau gừng. Thấy hấp dẫn không? Chuối nó xanh. Ít gì? Tại đại dưới đó đi, anh gom vô nha. Nào, 2-3 lá nữa đi. Nè, qua đây nè. Bữa bữa đây nè. Cá nữa đi. Rồi, ok. Bắt hai con tôm lên coi diễn viên Hà Sài Gòn. Đó, tôm sú à, tôm sú nhà nuôi thiên nhiên không có thức ăn luôn á. Tôm ngon lành. Muối ớt nè. Muối ớt mình mới đâm đó. Ớt bẻ nhà luôn. Ủa chứ nó lẻ nó có lẻ không? Tôm sú nướng nè bạn. Nó muốn đẻ hay gì đó. Nó bị bệnh gì đó. Tôm nướng nha. Mấy bạn xem. Ông nội ơi, tôm sú hả? Nếu còn ấy. Chín nè, chín nè, đâu có đuôi nè. Chín rồi. Chặt chữ gì? Sú mà. Nó thấy lửa là nó chín rồi. Nóng quá mấy bạn ơi. Khóa chén quá. Ngon quá. Trời ơi, tôm ăn ngọt lắm, tôm nhiều. Sao con dạy gì đó? Sao không ăn con? Ngọt sớt à. Nóng quá mình phải lột từ từ. Bà ngoại mày đâu rồi? Gì tôm nè? Chết rồi nó xong. Gì? Giờ mình uống miếng bia cái đi, mình ăn cho mấy bạn coi. Vô anh hai. Vô. Ngon quá. Chấm à, chấm muối à. Chấm muối. Ta giữ mới được. Ta nói ăn cái nhức nách. Ngon, ngọt sớt luôn phải không? Ngon. Ngon quá bạn. Ngọt. Cho miếng thôi. Miếng gạo nữa mới nè, có rau gừng á. Ngon quá, cái này lá cắp nè. Lá xoài nè các bạn. Lá xoài nè. Ăn chua chua, chua chát chát. Cái cay mà đã gì đâu á. Đây, mình sẽ ăn kiểu mới mấy bạn xem. Đây. Ngon. Ngon bạn. Tiếp tục tôm. Cái kéo nó hư kéo à. Hư không? Tôm gì chín hả? Tôm câu út các bạn, tố của mình nha. Thêm người mới, bạn nhậu mới. Cá lóc nữa. Ơ trời ơi, trời ơi. Hỏi mẹ còn tôm không? Mày ăn thử cá mì anh hai. Con ăn nữa. Con rồi. Ăn luôn. Ăn nữa. Rồi. Để ra dân Sài Gòn ăn cá lóc đồng nướng nào. Sẽ review món này cho mấy bạn coi. Trời ơi, cá lóc đồng nha mấy bạn, thịt nó ngọt phải chắc lắm. Chấm như mướt hả? Mướt. Mời bạn nha. Ngon mấy bạn ơi, ăn miếng con sống miếng lá cóc đi. Thằng lá cóc với lá cách không à, với lá sung không. Cái này là gì ta? Lá gà này ăn lên. Lá đá đinh lăng, đinh lăng. Lá này ăn ngon quá. Ngon quá à. Ngon đó. Quá trời cá lóc đồng ngon. Nó tốt quá nha. Cho miệng cá lóc đồng này nó ngọt dữ luôn á. Nướng than là ngon ngay bài luôn á. Mình sẽ chấm cái nước muối dân giả. Thằng Thánh, thằng Thánh, thằng Thánh. Nước muối ớt thằng Thánh của tôi làm đó. Ngon lắm. Ngon lắm. Thơm à. Ngon không? Ngon. Chịu không nổi luôn. Cửa hàng Thống Nhất Mobile xin kính chào quý khách. Cửa hàng Thống Nhất Mobile là đơn vị đã hoạt động trên thị trường về lĩnh vực điện thoại, phụ kiện điện thoại trong nhiều năm, rất hiểu về những sản phẩm và giá trị của chúng đem lại cho khách hàng. Những sản phẩm của cửa hàng Thống Nhất Mobile gồm chuyên thay màn hình, ép kính zin iPhone, chuyên sỉ phụ kiện điện thoại, phụ kiện zin chính hãng, cốc, cáp, sạc, tai nghe, loa kéo di động từ 2 đến 5 tấc,
chuyên bán điện thoại di động chính hãng iPhone, Samsung, Oppo, Sony và rất nhiều những sim số đẹp. Chuyên bán các loại máy laptop, phát wifi 3G, 4G modem và nhiều đồ chơi độc và lạ.